toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui mừng được từ sân khấu ca nhạc Lan Anh thành phố Hồ Chí Minh cùng chia sẻ với quý vị và các bạn khán giả truyền hình cả nước chương trình quà tặng âm nhạc trực tiếp tháng 5 của kênh truyền hình VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. Và chắc hẳn lúc này thì tất cả quý vị đang có mặt tại đây đã nhìn thấy trên sân khấu một nhân vật đặc biệt, nhân vật đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, đó chính là nghệ sĩ Linh Sang cùng với chú rắn nhỏ nhắn. Chú rắn rất là thông minh, nhanh nhẹn của anh. Và theo cách tính của người phương Đông thì tháng 5 này chính là tháng 4 âm lịch, là tháng con rắn. Và sự xuất hiện của nghệ sĩ Linh Sang cùng với chú rắn bé nhỏ chính là lời chúc mừng dành cho tất cả những ai sinh vào tháng 5 này. Xin một lần nữa chúng ta cùng cảm ơn nghệ sĩ Linh Sang. Thưa quý vị và các bạn, đây là lần thứ 3 kênh truyền hình VTV3 tổ chức chương trình quà tặng âm nhạc trực tiếp. Hai lần trước chúng tôi đã tổ chức tại Hà Nội và Nha Trang, và lần này là lần đầu tiên tổ chức tại thành phố mang tên Bác. Lúc này đây chúng tôi cùng với hàng nghìn khán giả thành phố Hồ Chí Minh đang có mặt tại sân khấu ca nhạc Lan Anh. Xin gửi lời chào nồng nhiệt tới tất cả khán giả đang theo dõi chương trình này qua màn ảnh nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 đã đến, tháng 5 của sắc hoa phượng vĩ, sắc điệp vàng. Và chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ nói thật nhiều về một mùa hè đắm say những mơ ước. Chương trình với chủ đề mùa hè sẽ là một chương trình gồm những bài hát các bạn yêu thích về mùa hè do những ca sĩ mà chúng ta yêu mến trình bày. Và bây giờ tất cả chúng ta cùng với khán giả cả nước sẽ đến với món quà đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, đó là món quà tháng 5. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với món quà thứ nhất của chương trình này, món quà tháng 5. Các chương trình xin chào quý vị khán giả thân mến. Xin quý vị các bạn rất là nhiều. Và vâng, sau đây chương trình xin được hát ca khúc của mình, một ca khúc của nhạc sĩ Trung Kiên. Ca khúc được mang tên Sắc Xuân Mùa Hè. Xin quý vị cùng thưởng thức, xin cảm ơn. Khi làng mây trắng bay về nơi vắng, đêm mùa mưa đến, hàng cây sao xa vương rộng tràn về sắc hè. Đàn chim di trú phương trời dần xa bay về đây, lắng nghe từng nhịp chân bước nhanh theo mưa về, thoa ướm mong thoáng lạnh chiều hè, mưa con quấn về, mưa chân lối về, mưa đang tìm về. Khi là mây trắng bay về nơi vắng, đêm mùa mưa đến thật gần, vùng đất khát cao đời chờ. Khi là mây trắng chạy mãi đi xa phương nào, tình em như cơn mưa bao sắc say, đối với nắng đêm tin vui hẹn về. Tình em như cơn mưa bao sắc say, sắc say mùa hè. Chờ em trên phố mưa rông tràn về sắc hè, trời mưa qua ngõ tông dài đắm van, ai cười vang lắng nghe từng nhịp chân bước nhanh theo mưa về, thoa ngước mong thoáng lạnh chưa hè, mưa con buồn về, mưa chân lối về, mưa đang đi tê. Khi làng mây trắng bay về nơi vắng, đêm mùa mưa đến thật gần, vùng đất khát cao đợi chờ. Khi làng mây trắng chạy mãi đi xa phương nào, tình em như cơn mưa bao sắc say,
đối với nắng đem tình vui hè về. Tình em như cơn mưa bao sắc xanh mùa hè. Hè ơi sao qua nhanh, hay mùa thu sớm vàng ngần ngơ, màu xanh cuốn theo mưa tàn nhòa. Hè xanh em mang đi xa, cuốn theo mùa lá bay, sắc xanh dưới mưa hè nhớ mãi. Kia là mây trắng chạy mãi đi xa phương nào, kia là mây trắng bay về nơi vắng, đêm mùa mưa đến thật gần, vùng đất khát khao đợi chờ. Kia là mây trắng chạy mãi đi xa. Cơn mưa bao sắc xanh, đối với nắng đen tim vui hè về. Tình em như cơn mưa bao sắc xanh, sắc xanh mùa hè, sắc xanh mùa hè. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề chính là Chào mùa hè. Đã có rất nhiều những nhạc sĩ Việt Nam sáng tác những ca khúc hay về mùa hè. Và có lẽ trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe rất nhiều những giai điệu của những bài hát mà chúng ta yêu mến, nói về cái mùa nóng nhất nhưng cũng là cái mùa mà rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên yêu thích, đó là mùa hè. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quà tặng của nhạc sĩ. Trong số các thư của những khán giả hâm mộ chương trình quà tặng âm nhạc gửi về cho chương trình yêu cầu các bài hát về mùa hè thì có lẽ nhạc sĩ này là người được yêu cầu bài hát nhiều nhất, và chúng ta sẽ cùng xem anh là ai và anh sẽ tặng ca khúc nào cho chúng ta nhân tháng 5 mùa hè này nhé. Xin mời các bạn cùng xem phóng sự về quà tặng của nhạc sĩ. Được viết trong bộ phim Xin hãy tin em, và đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã làm bộ phim này cho đề tài sinh viên và học sinh. Đối với tôi thì đây cũng là một sự tình cờ, bởi vì tôi và đạo diễn Đỗ Thanh Hải chưa bao giờ cộng tác trong một phim nào. Đây là bộ phim đầu tiên tôi được viết cho đạo diễn Đỗ Thanh Hải, và bộ phim này cũng là một điều thuận lợi đối với tôi khi viết nhạc, bởi vì tôi đã từng 5 tháng sống cuộc sống sinh viên với những ký ức và kỷ niệm đối với sinh viên. Ở đó bài hát này đã được tôi viết với cảm xúc rất thật của mình và đã được các bạn học sinh và sinh viên đón nhận. Tháng 5 là tháng mở đầu của mùa hè và là tháng của học sinh, sinh viên. Qua chương trình quà tặng âm nhạc tháng 5 thì tôi muốn gửi tới các bạn học sinh, sinh viên bài hát Mơ ước kỷ niệm xưa, và chúc các bạn có một thành tích cao trong kỳ thi tới. Và chúc các bạn có một mùa hè vui vẻ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã cùng nhận được món quà của nhạc sĩ trẻ Xuân Phương của thủ đô Hà Nội gửi tặng cho khán giả của chương trình quà tặng âm nhạc trong chương trình tháng 5 lần này. Đó chính là ca khúc nổi tiếng của anh, bài hát Mong ước kỷ niệm xưa. Và có lẽ những lá thư gửi về của các bạn học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường cho chương trình quà tặng âm nhạc lúc này đều được đáp ứng, đó chính là bài hát mà các bạn yêu mến. Và nếu như chúng ta đang có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh thì tại sao chúng ta lại không nghe bài hát này qua phần trình diễn của các bạn trẻ thành phố Hồ Chí Minh nhỉ? Và quý vị hãy cùng nồng nhiệt chào đón nhóm Mắt Ngọc với bài hát Mong ước kỷ niệm xưa. Tiếng thầy cô bạn bè mến thương ơi, sẽ
nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa, lòng chờ dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tim nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc thì đã xa rồi. Bạn bè ban đầu đây còn giống nói tin cười, những nỗi nhớ. Cảm ơn nhóm Mắt Ngọc. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng nhau theo dõi chương trình Quà Tặng Âm Nhạc tháng 5 được truyền trực tiếp trên kênh VTV3. Và vừa rồi chúng ta đã nhận được món quà rất dễ thương của nhạc sĩ Xuân Phương tại thủ đô Hà Nội gửi tặng cho tất cả khán giả yêu chương trình Quà Tặng Âm Nhạc ở mọi miền đất nước. Một bài hát của anh, một bài hát gắn liền với tuổi học sinh sinh viên. Và chương trình ngày hôm nay vang lên bài hát này cũng là một dịp rất hợp lý, bởi vì các bạn học sinh, rất nhiều người viết thư chúng tôi nói rằng họ đang phải lao đầu vào thi cử. Và nếu như nghe bài hát này xong, các bạn chắc sẽ có những giây phút thư giãn thoải mái và các bạn sẽ thi tốt, đúng như lời chúc mà nhạc sĩ Xuân Phương đã chúc mừng chúng ta qua chương trình này. Và sau đây, chương trình của chúng ta sẽ tiếp tục với một phần đặc biệt của Quà Tặng Âm Nhạc trực tiếp, đó là phần độc diễn của một ca sĩ được khán giả yêu mến. Và nói đến ca sĩ độc diễn, không biết là quý vị sẽ nghĩ đến ai, nhưng chúng ta có một cô ca sĩ mới tốt nghiệp Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay
đang là một trong những giọng ca được các bạn trẻ cả nước rất yêu mến. Và với phong cách trẻ trung của mình, cô đang ngày càng khẳng định được chỗ đứng của mình trên các sân khấu ca nhạc cả nước. Và chúng ta sẽ cùng xem đó là ca sĩ độc diễn nào của chương trình ngày hôm nay nhé. Người sẽ thấy chút vui, sẽ thấy được sáng rất nhiều. Nắng cháy giữa đời.
giờ xưa lời mẹ ru con hiu hiu trời mùa lụt nước này. Chúng ta sẽ đến với món quà tiếp theo. Đây sẽ là một chùm ca khúc theo chủ đề mùa hè. Và chúng ta sẽ cùng xem khán giả của quà tặng âm nhạc yêu cầu điều gì trong chương trình này. Em được biết là chương trình quà tặng âm nhạc được tổ chức tại nhiều nơi. Và lần này em được biết là được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Em rất mong muốn được nghe các nhóm nhạc trẻ biểu diễn ạ. Mình là giáo viên trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Mình có rất nhiều bạn bè sinh vào tháng 5. Nhân dịp này, mình muốn chương trình âm nhạc gửi tới các bạn những món quà âm nhạc, đặc biệt là bạn Lê Phượng Hoàng ở Cẩm Nhượng, Hà Tĩnh. Chúc các bạn sinh nhật vui vẻ. Tôi là một khán giả của chương trình quà tặng âm nhạc VTV3. Tôi rất yêu thích các ca khúc Việt Nam, đặc biệt là các ca khúc viết vào mùa hè, luôn gắn liền với các kỷ niệm của thời cắp sách đến trường, trong đó có ca khúc Thời Hoa Đỏ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng. Hôm nay qua chương trình quà tặng âm nhạc của VTV3, tôi muốn được gửi tới các thầy cô giáo của tôi, các bạn bè của tôi ca khúc này và được cùng các quý vị
trở về kỷ niệm của một thời Hoa Đỏ. Em là một khán giả xem chương trình quà tặng âm nhạc của VTV3 và em được biết ca sĩ Phương Thanh là ca sĩ biểu diễn đầu tiên của chương trình tại Hà Nội. Và lần này chương trình quà tặng âm nhạc tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, em muốn nhờ ca sĩ Phương Thanh hát một bài gửi tặng cho anh em đang là sinh viên tại Đà Nẵng, khoa cơ khí và trường Đại học Kỹ thuật. Và em rất là thích chương trình quà tặng âm nhạc, và mọi lần thì chương trình đấy nếu mà trực tiếp thì có rất nhiều các ca sĩ mà bọn em yêu thích. Nếu mà nói đến các ca sĩ Việt Nam thì rất là nhiều, như là Mỹ Tâm, Lam Trường, Thu Phương, Phương Thanh, cả chị Ngọc Anh ở thành phố Hà Nội nữa. Thì nhân dịp mà lần này em muốn gửi tới cho chị em là chị Diệp sinh nhật ngày 27 tháng 5, một ca khúc của chị Ngọc Anh. Và các bạn, trong chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay sẽ không chỉ có sự xuất hiện của những ca sĩ chúng ta yêu mến của thành phố Hồ Chí Minh, mà còn có những ca sĩ đến với chúng ta từ thủ đô Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ca sĩ Ngọc Anh, người vừa được yêu cầu gửi một bài hát do một khán giả yêu cầu. Và bài hát đầu tiên Ngọc Anh gửi tới chúng ta sẽ là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường, bài hát mang tên Ly Cà Phê Ban Mê. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì? Ly cà phê như muốn hát cùng em câu gì? Sẽ tiếp tục trùng ca khúc với sự xuất hiện của nhóm MTV, nhóm nhạc trẻ của thành phố Hồ Chí Minh, với một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, bài hát mang tên Ngọn Lửa Trái Tim. Xin mời nhóm MTV.
Cháy khát khao bước lặng trên con đường vắng năm nay, chỉ còn tiếng ve soi ồn ào mà chẳng cho lòng vui yên chút nào. Anh mải mê về một màu bay xa, cánh buồm bay về một thời đã qua. Em thầm hát một câu thơ cũ về một thời thiếu niên say.
một thời trái trẻ. Trong câu thơ của em, anh không có mặt. Câu thơ hát về một thời yêu đương, em đâu buồn mà chỉ tiếc anh không đi hết những ngày đắm say. Ngày hôm nay muốn được mời quý vị nghe một ca khúc rất lãng mạn và dễ thương của nhạc sĩ Huy Tuấn, và cũng mong muốn quý vị chia sẻ cảm xúc này với nhạc sĩ Huy Tuấn với một bài hát được mang tên Giữ Lại Mùa Hè. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, và mặc dù chúng ta mới đến những ngày đầu tiên của mùa hè, nhưng Thu Phương đã là một người đã muốn giữ mùa hè mãi mãi ở lại với mọi người qua bài hát này. Cảm ơn Thu Phương, và chúng ta cùng nghe chị biểu diễn. Xin cảm ơn quý vị, và xin mời quý vị nghe bài hát của nhạc sĩ Huy Tuấn được mang tên Giữ Lại Mùa Hè. Đường phố nắng vàng
có em buồn với biển. Em bên anh thơ ngây ngày nào, biển nhớ đôi môi em đã trao anh. Đường phố vắng anh, gió như cùng em gọi. Chia tay anh trong em nghẹn ngào, mùa hè ấy con tim em đã yêu anh. Một mùa hè rực rỡ nắng vàng, phút gần nhau xôn xao con tim. Sóng vẫn hát du dương cùng bờ cát trắng, như khi em bên anh. Kỷ niệm đẹp trong em vẫn còn, những nụ hôn dưới cơn mưa chiều. Về bên đừng để mùa hè mãi xa. Đường phố vắng gió như cùng em gọi. Chia tay anh trong em luôn nhớ, mùa hè ấy con tim em đã yêu anh. Một mùa hè rực rỡ nắng vàng, phút gần nhau xôn xao con tim. Sóng vẫn hát du dương cùng bờ cát trắng, như khi em bên anh. Kỷ niệm đẹp trong em vẫn còn, những nụ hôn dưới cơn mưa chiều. Về bên em, đừng để mùa hè mãi xa. Một mùa hè rực rỡ nắng vàng, yêu đã sẵn sàng. Này, chúng tôi muốn cùng quý vị và các bạn đến với một ca khúc nổi tiếng về mái trường, về lứa tuổi học trò và về mùa hè, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, bài hát mang tên Phượng Hồng với phần trình diễn của ca sĩ Phương Thanh. Phương Thanh xin trọng kính chào quý vị. Xin mời. Chờ để hoang phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chim hương vĩ anh không là tuổi tôi 18,
chẳng ai hay, thầm lặng mỗi tình đời, mỗi tình đời là cơn mưa sông răng ngoài cửa lớp ta ai bay trong cả giấc mơ là bàn thờ con ngoài trong mang đến lại bao người cánh hương hồng ngất ngơ mùa hè đến trường khoác nỗi nhớ lên cay mà mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường áo lụa gió tung một người không hiểu nên có một gã vờ lòng yêu đương lặng thơ mời quý vị nghe một bài hát mới của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy được mang tên Mặt Trời Hoàng Hôn. Xin mời quý vị nghe. Xin mời quý vị. Thank you.
vẫn ra trong từng nụ cười. Những sự vẹt tình người chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi. Lòng mình hoang vắng kia sau tiếng cười, giờ bàn chân bóng xót xa lối về. Còn có ai về với ta đến nay? Nghĩ suy về tình người để lòng ta biết xót xa cho nhiều cuộc đời. Chỉ môi hồng gọi mời lần nào em quá lãng lên người ơi. Rồi lòng hoang vắng kia sau tiếng cười, ta dập nước mắt đứng bên với đời. Đời với em đời vẫn vui anh ơi. Sao ngỡ quay lưng về phía mặt trời, anh đã ra đi để phố ngắm người. Bao bước chân hoang lạc trong khói mây đi sang đôi về. Còn có ai về với ta đêm nay? Nghĩ suy về nhiều người để lòng ta biết xót xa cho nhiều cuộc đời. Chỉ môi hồng gọi mời ngày nào ai đó lạ lời người ơi. Rồi lòng hoang vắng kia sau tiếng cười và giọt nước mắt đứng bên đôi đời. Về với em, về vẫn vui anh ơi. Sao ta quay lưng về phía mặt trời, anh đã ra đi để phố ngập người. Bao bước chân hoang lạc trong khói mây ơi. Tên ta đã có ai ngất ngây. Xin chờ quay lưng về phía mặt trời, anh đã ra đi. Quên nỗi đau còn đời. Sao nó quay lưng về phía mặt trời, anh đã ra đi để có ngậm ngùi. Bao bước chân hoang lạc trong khói mây ơi. Ta đã có ai còn ai. Xin chớ quay lưng về phía mặt trời, đôi cánh tay không che cuộc đời. Oh,
quan văn ơi, em bước ra là nắng về, về trên phố phường trên lá vườn, về trên áo người trong mắt người. Hey! Em lướt cùng gió cuốn đi ưu phiền, em tung tăng cho đời biết xiên, em đến cùng lá làm xanh khu vườn, làm lũ chim bay về hòa ca ôi yên. Người thân thương ơi, xin giữ cho lòng sáng trong, lòng như gương soi, soi thấu trong những giấc mộng, soi mùa xuân em về, soi mùa thu em, giữ cho thơ ngây chẳng về soi dấu ai. Nào về thân thương ơi, tôi hát ca cho người đây, người ngoan ngoan ơi, bay đến cơn mưa tiếng đầy, đầy đầy tiếng lòng mang đến người, đầy đầy hát thầm xin thấu lời. Em lướt cùng gió cuốn đi yêu phiền, em tung tăng cho đời thiết duyên, em đến cùng lá làm xanh khu vườn, làm lũ chim bay về hòa ca ô yên. Người thế nơi ơi, mau bước ra chào nắng trong, vừa lên đây thôi soi sáng em bừng má hồng, sáng bừng lên phố dài cho bàn chân vui, sáng lên trong em tâm hồn hoa đất dài. Nào người thương thương ơi, tôi hát ca cho người đây, lời ca chơi vơi bay đến cơn mưa tiếng này, ngày đây tiếng lòng vang đến người, ngày đây hát thầm xin bấu lời. Hey! Em đến cùng lá làm xanh khu vườn, làm lũ chim bay về hòa ca ô yên. Người thơ ngây ơi, mau bước ra chào nắng trong, vừa lên đây thôi soi sáng em bừng má hồng, sáng bừng lên phố dài cho bàn chân vui, sáng lên trong em tâm hồn hoa gấp gian. Người thương thương ơi, tôi hát ca cho người đây, người ca chơi vơi bay đến cơn mưa tiếng đầy, ngày đây tiếng lòng vang đến người, ngày đây hát thầm xin ấu lời. Chương trình quà tặng âm nhạc trực tiếp tháng 5 của VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình quà tặng tháng 6 của chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị.